tối 26 tháng 2, tại ga tàu thủy Bạch Đằng, Sài Gòn Waterbus, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra dự án âm nhạc đường phố Có hẹn với Sài Gòn. Dự án này do chủ đầu tư tuyến Bít sông số 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thường Nhật tổ chức. Trước tiên thì khi mà mình biết được cái hoạt động biểu diễn âm nhạc đường phố ở đây thì mình cảm thấy là rất là vui. Gia đình mình cũng vừa mới trải qua những cái ngày gọi là F1, F0 rất là căng thẳng, thì buổi chiều cuối tuần có những cái hoạt động nghệ thuật thưởng thức âm nhạc như thế này thì như truyền một cái làn gió mới, giúp cho mình cảm thấy là gia đình mình có nên đến thưởng thức âm nhạc và để có những cái trải nghiệm để giúp cho mình được thêm năng lượng để có thể vượt qua, để bước vào cái giai đoạn gọi là bình thường mới của Sài Gòn với nhiều hy vọng và nhiều niềm vui tích cực hơn. Dạ, đối với em đây là một điều mà em rất là thích từ lâu lắm rồi, vì khi mà em coi trên, hiện giờ thì mạng xã hội cũng khá là tiên tiến nên là em có thể thấy được là các quốc gia khác thì họ có một cái gọi là cái âm nhạc đường phố là một cái văn hóa của họ rồi, nên là khi mà mình đi ra đường là mình sẽ gặp những người mà chơi một cái ban nhạc lớn hoặc là chỉ cần là kéo cái đàn violon hoặc nhảy giữa đường thôi, nó cũng có thể gọi là âm nhạc đường phố rồi. Nên là em chỉ mong là ở Việt Nam cái việc mà âm nhạc đường phố nó sẽ được trở thành một cái văn hóa của một cái thành phố rất là sôi động như Sài Gòn. Đây là buổi diễn thử nghiệm đầu tiên của dự án âm nhạc đường phố này và do nó cũng còn khá mới mẻ nên lượng khách đến xem cũng chưa nhiều. Dự án được thực hiện bởi Sài Gòn Waterbus cùng Sài Gòn Way Band, Yuka Band, Duy Minh Queen Band. Chương trình sẽ được diễn ra từ 15:30 đến 19:00 thứ Bảy hàng tuần và hoàn toàn miễn phí. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.